Radio chia sẻ về bảo tinh, dưỡng khí, tôn thần. Nói về dưỡng khí khái quát, phần 1. Tam bảo trong người vốn dĩ luôn luôn tồn tại pha hợp với nhau thì cơ thể chúng ta mới có thể khỏe mạnh, sinh sống hoạt động thường ngày. Ai ai cũng có đủ ba phần tinh khí thần nhưng mà giữa tinh khí và thần còn có một lớp màng vô minh của thất tình lục dục. Nhờ lớp màng này mà chân hồn luôn chuyển theo thời gian mỗi kiếp qua rồi sẽ được đóng kín lại, sống một đời kiếp mới không còn nhớ chi chuyện tiền kiếp lúc đó mới sống được. Chớ đem theo tất cả ký ức kiếp đã qua, nỗi đau, niềm vui, vân vân tiếp tục sống kiếp mới thì không thể được. Đối với người tu tập, ý hướng tam bảo hợp nhất, tam hoa tụ đỉnh chính là việc gìn giữ thân tâm thanh tĩnh, tinh tấn, để cho thể xác và trí não tinh thần hòa hợp được trọn vẹn với tánh thiên lương nơi nê hoàng cung, tức mỏ ác, đỉnh đầu nơi cao nhất của người. Quá trình tam hoa tụ đỉnh cũng là chặng đường dần thức tỉnh, dần nhìn thấu suốt được nhân duyên của tiền căn hậu kiếp, thấy được nhân quả của chính mình, thấu suốt minh bạch mọi lẽ thiện ác đã từng học hỏi kinh qua. Người tu tập dần cởi bỏ lớp màng vô minh, theo thời gian, cho đến khi mở được khoảng 80% thì lúc đó tinh khí thần có thể hợp nhất. Lúc này, chân thần có thể xuất khiếu ở nơi hoàng cung, rời khỏi xá thân hữu hình hữu hoại mà vân du thiên ngoại, có thể về bái kiến chư vị thiên liên cõi thiên, có thể gặp được thầy mẫu. Giờ chúng ta nói về luyện khí. Khí đây là hai khí âm dương trong thân kết hợp, có đủ tánh chất của ngũ khí ngũ hành và có nhiều tính chất khác nữa dựa trên cảm xúc của thân gọi là cửu khí. Cửu khí gồm các dòng khí, năng lượng do thái độ của người mà phát khởi vận hành. Một, nộ tắc khí thượng, tức giận thì nguyên khí bộc phát sông lên. Hai, hỷ tắc khí hoảng, vui vẻ thì nguyên khí nhẹ nhàng dễ chịu. 3. Bi tắc khí tiêu, buồn thì tiêu hao nguyên khí. 4. Khủng tắc khí hạ, hoảng sợ thì nguyên khí giảm sút 5. Hàng tắc khí thu, lạnh lẽo thì nguyên khí co lại, cần dung nạp thêm. 6. Huỳnh tắc khí tiết, sáng tỏ thì nguyên khí phát lộ ra. 7. Kinh tắc khí loạn, xúc động, chấn động thì nguyên khí bị loạn động. 8. Lao tắc khí háo, mệt mỏi quá thì nguyên khí hao mòn tiêu tụy. 9. Từ tắc khí kết, nghĩ ngợi về điều gì thì nguyên khí bị ràng buộc với điều ấy, theo luật cảm ứng. Cửu khí còn ý chỉ về chín loại khí quan chín màu, huyền, hồng, cam, huỳnh, lục, thanh, lam, tử, bạch, đó là các màu, đen, đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh da trời, xanh biển, tím, trắng. Chính màu ấy khi đi chung sẽ tạo nên giải màu cầu vồng, gọi là hồng. Còn tiếp phần 2